Xin chào các bạn. Annyeonghaseyo, con tên là Sơn Yeon. Hôm nay năm nay con 6 tuổi. Hôm nay con tới đây với bà ngoại để con đi chơi. Các bạn cùng đi theo mình nha. Cô chào con. Con chào cô. Con đi học vẽ, con thích vẽ nhân vật truyện tranh nào nào? Thích Doraemon. Thích Doraemon đúng không? Đây, cô sẽ chỉ cho, hôm nay cô sẽ chỉ cho con vẽ một số nhân vật đơn giản giống như Doraemon nha. Con biết hình này hình gì không? Cái tam giác. Đúng rồi. Thế hình này. Tròn. Đúng luôn. Mấy cái này đơn giản quá, chẳng biết vẽ. Đúng rồi, nhưng mà từ từ được. Nha, mới được cô đủ này. Thế hình tam giác thì cô làm như thế này. Vậy thì nó ra cái gì? Con trời. Nào, nó giống con gì nào? Gà hả? Đúng rồi, và tiếp tục là hình tam giác. Đây, cô để đây. Cũng là hình tam giác. Nhưng mà cô lại đổ như thế này. Vậy thì nó sẽ là con thỏ à? Đúng rồi, vẫn là hình tam giác. Nhưng mà cô lại đổi thế này. Đây. Con heo hả? Đúng rồi. Nhưng mà con heo nó có cái đặc điểm để người ta nhìn vào là biết à, có cái mũi của con heo. Đấy, thấy không? Thế là vậy. Con có thể vẽ bất kỳ con vật nào con muốn. Nhưng mà con phải nhớ được đặc điểm riêng của con vật mà con muốn vẽ. Bây giờ cô tiếp tục cũng hai hình tròn giống Doraemon này. Cô ơi. Cô hình tròn. Cô ơi. Sao? Cô vẽ Doraemon gì giống người tuyết quá. Đây là dạng vẽ đơn giản mà, thế người tuyết vẽ làm sao? Cô có hình tròn đây, để cô sẽ vẽ người tuyết nè. Nó nhỏ xíu vậy, mình vẽ bự bự lên. Những cái nét chính của mình, xong mình gom hết tất cả nét thừa luôn là nhìn bức tranh của mình sẽ rất là sạch. Thì mình vẽ xong rồi mình tô màu nha. Con nhớ Doraemon màu gì ạ? Doraemon màu nước biển. Đúng. Màu xanh nước biển là màu nào? Dạ. Màu đỏ. Màu vàng thành màu cam. Thế còn màu vàng với màu xanh thành màu xanh lá cây. Đẹp. Ngoài vẽ đẹp quá à. Bây giờ con vẽ xong rồi, con đói bụng chưa? Dạng ha. Đi, thôi. Con ăn món gì? Ở đây nè. Ở đây phải không? Con ăn quán này phải không? Ừ. Rồi, con lại cái tô nha. Của Hàn Quốc. À, kim chi của Hàn Quốc thôi. Nào nữa. Có à, con cáp đê. Ok, cái này thì con thích nhiều phải không? Rồi. Rồi, con bim bim. Rồi, con món nào nữa?
thấy bố ngoại làm gì con luôn. Này, con quốc nè, đó, con quốc đi, con quốc. Con thấy đồ ăn ngon không? Giống đồ ăn mẹ nấu không? Có cái gì? Cái nào? Cái ống màu trắng á. Đây, mở lấy cái màu trắng cho con không? Đấy, ok. Thích chưa? Còn nó ngon không? Dạ, dạ, dạ. Nó muốn xỉu rồi. Hỏi nữa, hỏi nhiều lên. Như vậy bạn Ocean Queen đã kết thúc một buổi học vẽ thật thú vị với chú Doraemon ngộ nghĩnh và đã có một bữa ăn thật ngon miệng với bà ngoại của mình. Hẹn gặp lại quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu với những trải nghiệm thú vị một dịp gần nhất nha.